xây dựng một cuộc sống về hưu được thoải mái, chất lượng và đồng thời về trung bình 50.000 cho mỗi năm, miễn thuế liên tục trong vòng 20 năm. Đây chính là những điều mà chương trình Max Fun IUL Secret của hãng Allianz Life đang làm. Một option đầu tư cho tuổi hưu rất hiệu quả với mục tiêu chính là maximize số tiền của các anh chị nhận được ở tuổi hưu chí lên tới mức cao nhất có thể. Các anh chị hãy xem hết 5 ưu điểm nổi trội của Max Fun IUL trong video này. Có ít nhất là 3 điều trong số 5 ưu điểm đó là những thứ mà anh chị không thể tìm được trong bất kỳ chương trình hưu trí nào khác. Allianz là một tập đoàn rất nổi tiếng, chuyên về các sản phẩm đầu tư chất lượng với lịch sử hoạt động trên 100 năm. Có mặt trên 70 quốc gia và với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 1.000 tỷ đô la. Nó lớn gấp nhiều lần so với những công ty bảo hiểm quen thuộc mà các anh chị thường hay biết tới. Quả thật là tiềm lực tài chính và độ uy tín của Allianz rất mạnh, mạnh hơn đa số các công ty lớn khác ở trên thị trường. Nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về hãng bảo hiểm này. Và đây cũng là hãng bảo hiểm đầu tiên có tính năng khóa lãi suất thị trường Index Lock. Gần như anh chị sẽ có được mức lãi suất cao nhất cho mỗi năm, đồng thời anh chị vẫn hưởng được hai quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ là quyền lợi tử và quyền lợi sống để cover cho các rủi ro liên quan tới tánh mạng hay bệnh tật, chấm lời dao động từ 6-10%. Như vậy thì anh chị sẽ có được hai lợi ích song song, vừa tăng được mức bồi thường trong bảo hiểm cho tới thời điểm về hưu và vừa tích lũy được đủ lớn cho dòng tiền trong tương lai của mình. Thứ hai, đó là rút ngắn được khoảng thời gian đóng tiền xuống chỉ còn có 5 năm. Đa số với các chương trình bảo hiểm hiện tại, anh chị phải tham gia trong thời hạn từ 15-20 năm hay 30 năm, hoặc thậm chí phải đóng cho tới năm 90 tuổi, gần như là cả đời. Nhưng với Max Fun IUL, mình chỉ cần tham gia trong 5 năm mà thôi. Như vậy thì anh chị sẽ có thêm nhiều thời gian và chi phí để tiếp tục thực hiện những cái dự định khác mới hơn của mình ở trong tương lai, mà không cần phải theo một cái khoản cố định quá dài. Thứ ba, đó là sự an toàn và ổn định của chương trình là cực kỳ cao. Khi có mức sàn bảo vệ là 0% các anh chị, tức là cho dù thị trường có bị ảnh hưởng hay là sụp đổ xuống tới mức bị âm 20 hay là âm 30% đi chăng nữa, thì tiền vốn của các anh chị vẫn được bảo vệ và không mất một đồng nào hết vì có mức sàn là 0%. Và điều đặc biệt là với chương trình của Allianz, có một tính năng rất hay, đó là khóa được lãi suất thị trường, nó gọi là Index Lock. Điều này đảm bảo được cho người tham gia giữ yên được mức lợi nhuận xuyên suốt trong một năm mà không phải lo có sự biến động nào. Thí dụ như khi đang theo dõi chương trình và thấy nó ở mức phát triển rất thuận lợi, đạt mốc 8 hay là 9%, thì với tính năng này, anh chị có thể ngay lập tức yêu cầu khóa lại trong năm đó. Cho dù thị trường có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn nhận được lãi suất ở mức 8 hay là 9%. Như là mình đã lock trước đó. Đây là điểm đặc biệt mà chưa từng có chương trình nào có thể làm được. Thứ tư, đó là rút tiền ra ở tuổi hưu sau này là hoàn toàn miễn thuế. Đây là một điều rất quan trọng mà các anh chị phải hết sức lưu ý khi tham gia bất kỳ một chương trình đầu tư cho tuổi hưu chí nào của các anh chị. Vì nếu lợi nhuận đạt được tốt mà khi rút ra phải tốn từ 15-30% tiền thuế, thì cũng gần như là mất hết phần lớn số tiền lợi nhuận của các anh chị rồi. Nên cái việc mà tham gia một chương trình được miễn thuế mà hợp pháp nữa các anh chị là điều cực kỳ quan trọng. Thứ năm, đó là tính thanh khoản của chương trình Max Fun IUL rất tốt. Đây là một trong những đặc quyền cực kỳ nổi trội của chương trình Max Fun. Vì nếu như trong lúc đang tham gia chương trình, lỡ chẳng may mà mình gặp phải một cái khó khăn tài chính nào đó giữa chừng, thì anh chị hoàn toàn có thể rút tiền từ tài khoản Max Fun IUL của mình ra để mà sử dụng theo hình thức loan policy mà không phải chịu phạt hay là đóng thuế như một số các chương trình hưu trí khác. Và một điều phụ cuối cùng, đó là khi tham gia Max Fun IUL, anh chị không chỉ có một chương trình hưu trí chất lượng mà còn hưởng được đầy đủ các quyền lợi của một chương trình bảo hiểm nhân thọ, từ quyền lợi tử cho tới quyền lợi sống được kèm theo. Và đó là những điểm lợi ích của công thức Max Fun. Sẽ rất khó để anh chị tìm thấy được một chương trình với nhiều tính năng nổi trội như là Max Fun IUL Secret ở ngoài thị trường, bởi vì Max Fun là một công thức đã được thiết kế đúng cách và lại còn được bảo chứng bởi một công ty uy tín trên 100 năm, chuyên về các sản phẩm đầu tư như là hãng Allianz. Anh chị nhất định phải một lần tìm hiểu về công thức này trước khi quyết định tham gia bất kỳ một chương trình hưu trí nào, vì đây sẽ là sự đầu tư nền tảng để làm chắc chắn hơn cho tương lai tài chính của các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem qua video ngày hôm nay.